Kinh văn. Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương, thân bao trùm cả hư không vô tận khắp mười phương. Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi bảo vương, ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. Diệt trần tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm màu. Giảng giải. Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương. Câu kinh này nói đến pháp thân của Phật nơi đạo tràng, không lay động mà biến khắp các cõi giới trong mười phương. Thân bao trùm cả hư không vô tận khắp mười phương. Không chỉ trùm khắp cõi nước của chư Phật mà còn trùm khắp cả hư không giới. Thế nếu hư không bị trùm khắp thì nó có không còn là hư không nữa chăng? Nó có làm cho hư không bị lấp nghẽn hay không? Không, trùm khắp vô tận hư không mười phương pháp giới chính là pháp thân, vốn không có hình tướng. Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi bảo vương. Đây quả thực là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tất cả các cõi giới của chư Phật đều hiện ra trên đầu một mảy lông. Đây chính là nguyên lý cái nhiều không làm ngăn ngại cái một, cái chung không ngăn ngại cái riêng, cũng tức là lý sự vô ngại. Sợi lông tức chỉ cho phàm thân, tức chính báo là rất nhỏ. Cõi nước của chư Phật tức y báo là vô cùng rộng lớn. Thế nên nói trong phần nhỏ nhất của chánh báo, tức đầu sợi lông, hiện ra cái lớn lao vô cùng vô tận của y báo, quốc độ Phật. Trong cái nhỏ hiện ra cái lớn là vậy. Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. Vi trần ở đây là chỉ cho lân hư trần, bằng một phần bảy của cái chính báo nhỏ nhất. Trên đó hiện ra thân Phật to lớn vĩ đại, chuyển pháp luân để giáo hóa chúng sanh. Như vậy, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. Rốt ráo tại sao có thể xảy ra điều ấy được? Tất cả là do diệu dụng của Phật Pháp, là cái nháy mắt của Phật tánh. Một ví dụ khác của trong cái nhỏ hiện ra cái lớn là khi chúng ta dùng tấm kính để phản chiếu cảnh từ xa hàng dặm. Để biết được tình trạng này, quý vị phải thể nhập được giáo lý sự lý viên dung vô ngại và sự sự viên dung vô ngại. Đó chính là ý nghĩa của một tức vô lượng tức một đã giảng giải ở trên. Điều ấy cũng liên quan đến ý nghĩa của Đà La Ni, tổng trì, có nghĩa là tổng nhất thiết pháp và trì nhất thiết nghĩa. Và nghĩa này thể hiện từ đâu? Trong Phật tánh. Sau khi quý vị nghe giảng kinh nhiều lần, đến lúc tự nhiên quý vị sẽ nhận ra giáo lý này. Giáo lý này vi diệu không thể nghĩ bàn đến mức bây giờ tôi muốn giảng giải cho quý vị thật kỹ. Đức Phật dạy rằng, ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân, có nghĩa là có vị nào đó ngồi trong đạo tràng, những ai có công hạnh tu đạo đều có thể chuyển bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh trong khắp ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có khi chúng ta không thấy được vị ấy, có thể vị ấy đang ở trên cõi trời giảng kinh, thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh. Có khi họ đang giảng kinh ở địa ngục, thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh. Có khi họ đi vào trong một hạt vi trần để giảng kinh, thuyết pháp để hóa độ chúng sinh. Dù hạt vi trần là rất nhỏ, nhưng chúng sinh ở trong đó chẳng ít hơn số lượng chúng sinh đang ở trên thế giới này. Cảnh giới này thật là bất khả tư nghị. Diễn tả cảnh giới bằng ngôn từ chỉ là thể hiện ra khía cạnh thô thiển của nó mà thôi. Tại sao chúng sinh phải làm chúng sinh? Vì họ bị nhiễm bởi trần lao phiền não. Họ quay lưng với tánh giác và khế hợp với cảnh trần. Chư Phật đã diệt trần tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm màu. Chân tâm của chúng ta chính là tánh Như Lai Tạng. Đây là tên gọi khác
của chân tâm. Ha ha ha, 问什么的说呵。